ở ván đầu tiên, Team Wow là đội vươn lên dẫn trước ở giai đoạn đầu ván, nhưng họ đã không thể lăn cầu tuyết một cách thuận lợi mà để cho Gam lội ngược dòng một cách quá bất ngờ. Dần dần với những lợi thế mà Gam có được, họ bảo thủ chiến thắng ở ván 1 sau 27 phút. Ván 2, Team Wow tiếp tục là đội vươn lên dẫn trước ở giai đoạn đầu với những pha gank thành công của Binj, đặc biệt là pha solo kill của Spada. Nhưng trong ván 2 này, Gam đã không thể giành lại ván đấu với những pha giao tranh thắng lợi. Cuối cùng Gam gục ngã ở phút 28, điều trận đấu đến ván 3. Team Wow đã có những lợi thế tương đối lớn ở nửa trên bản đồ trong giai đoạn đầu. Nhưng càng về sau, Gam thi đấu càng khởi sắc hơn, đặc biệt là Kati liên tục có những cú cầu sắm cho mục tiêu, khiến Team Wow bị làm mềm trước mỗi giao tranh quan trọng. Cuối cùng Gam giành chiến thắng áp đảo ở ván 3 sau 33 phút. Đến với ván 4, Gam gần như vô hiệu hóa toàn bộ những mũi nhọn của Team Wow, đặc biệt là con bà Set của Palette liên tiếp tạo ra những tình huống đột biến và giành về lợi thế cho Gam. Nửa sau của ván đấu, những chủ lực như Chloe hay Artemis không được chơi game khi liên tục bị Levi cũng như Kiaya gây áp lực. Sau cùng, với thắng lợi áp đảo ở pha giao tranh phút 27, Gam kết thúc trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-1. Gam trở thành đại diện duy nhất của VCS dập tấm vé đến với vòng thể thức Thụy Sĩ của Worlds 2023. Còn với Team Well, họ đã thi đấu rất ấn tượng, nhưng đội tuyển này sẽ dừng bước ở vòng khởi động trong lần đầu đặt chân đến Worlds. Với việc vượt qua Lào với tỷ số 2-0, Gam chính thức bước vào trận đấu tranh vé đến Thụy Sĩ với đối thủ là người anh em VCS quen thuộc là Team Well. Trận đấu tái hiện lại trận chung kết VCS Hoàng Hôn 2023, nhưng nó khác một chỗ là diễn ra tại sân khấu của LOL Park với sự cổ vũ của đông đảo khán giả trên thế giới. Cả Gam và Team Well đều có những màn thể hiện vô cùng ấn tượng trước khi đụng độ nhau trong trận nội chiến VCS. Dù đã rất cố gắng, nhưng Team Well chỉ có thể thắng duy nhất một game trước khi phơi áo với tỷ số 1-3. Trong chiến thắng này của Gam, Kati là một trong những tuyển thủ có màn thể hiện xuất sắc. Midlaner của Gam tỏ ra lớn lướt hơn Chloe trong giai đoạn đi đường, cùng với đó đóng góp được rất nhiều sát thương trong giai đoạn giữa và cuối ván. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Kati cũng dành những lời ngợi khen cho thành tích của Team Well. Ngoài ra, Kati cũng tự tin vào việc Gam sẽ tiến được sâu tại vòng Thụy Sĩ. VCS mấy mùa gần đây ra thế giới không có kết quả tốt, nhưng mùa này thì bọn mình rất tự tin sẽ mang được màu sắc VCS khi ra quốc tế để thể hiện cho mọi người thấy VCS cũng đang đi lên như các khu vực khác. Gam và Team Well thi đấu khá lâu với nhau và cũng hiểu nhau. Mình muốn nhắn nhủ với Team Well là họ đã làm tốt tại kỳ World đầu tiên này rồi. Lúc Gam thua trận đầu thì mọi người có sự so sánh Seed 2 với Seed 1, thì hôm nay mình chứng minh cho mọi người thấy là bọn mình có bản lĩnh và thực lực. Gam sẽ thay mặt Team Well thể hiện thật tốt từ vòng Thụy Sĩ để có thể bước vào top 8. Ở trận gặp Gam tranh vé vào vòng Thụy Sĩ, Team Well đã chơi cực kỳ cố gắng. Ở trận chung kết VCS Hoàng Hôn 2023, Team Well cũng phải nhận trận thua trước Gam khi không có sự góp mặt của Pierre. Cả Gam và Team Well đã cống hiến một cặp thi đấu mang đậm dấu ấn VCS với những màn giao tranh máu lửa. Với việc đã quá hiểu đối thủ và có lợi thế về mặt tâm lý qua những lần gặp nhau trước đó, Gam một lần nữa đánh bại đối thủ với tỷ số 3-1. Dù phải dừng chân tại play-in, nhưng màn trình diễn của Team Well vẫn rất đáng được gợi khen từ cộng đồng. Khi bài ca vo đã giành chiến thắng thuyết phục trước những đội tuyển từ châu Âu hay Đài Loan, đội hình của Team Well là rất tiềm năng và chắc chắn thầy trò Yuna sẽ luyện tập trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới. Pierre, đội trưởng Team Well, đã có màn trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Cảm xúc của mình khi tái đấu Gam tại Hàn Quốc khá hồi hộp, chờ đợi để đánh, nhưng mà hôm nay tụi mình đã thi đấu một cách rất vội vàng, dẫn đến thua trước Gam. Hôm nay thực sự Gam đã làm rất tốt. Mục tiêu của Team Well khi đến chung kết thế giới là mong muốn vượt qua vòng play-in để đến được với vòng Thụy Sĩ. Thực sự tụi mình đã làm hết sức rồi nhưng vẫn không qua được. Chắc chắn không có tiếc nuối vì đơn giản là đối phương làm tốt hơn. Bản thân mình và cả đội không thể hiện tốt cho lắm. Đến với sân khấu thế giới lần này, điều làm mình ấn tượng nhất là việc giao lưu với những tuyển thủ khác. Mình rất muốn như anh em Gam sẽ làm và cố gắng hết sức để thay phần của tụi mình. Hy vọng Gam sẽ thể hiện thật tốt ở vòng Thụy Sĩ. Sau trận đấu cuối cùng của giai đoạn vòng play-in giữa PDS và PSG Talent, Riot đã ngay lập tức tổ chức buổi bốc thăm cho vòng Thụy Sĩ với sự hiện diện của hỗ trợ huyền thoại Mata. Trong đó, đặc biệt nhất là trận đấu của Gam, đại diện đến từ vòng khởi động, phải đụng độ một trong những đội tuyển được đánh giá cao nhất tại giải là Genji. Đây chắc chắn sẽ là thử thách vô cùng khó nhằn cho Levi và các đồng đội ngay từ trận đầu tiên. Những cặp đấu sau đó không quá nổi bật, khi dường như sức mạnh của hai đội chênh lệch quá rõ ràng. Dù chỉ có những cặp đấu giữa Seed 2 và 3 như Cloud9 đối đầu Mad Lions, KT, PLG hay Fnatic LNG mang lại cho người hâm mộ một chút đáng đo trong việc dự đoán. Như đã giới thiệu bởi Riot Games, năm nay vòng khởi động được tổ chức tại LOL Park, nhà thi đấu của giải đấu LCK tại Hàn Quốc. Đây được coi là một trong những trải nghiệm khá thú vị dành cho các đội quốc tế. Và trong ngày thi đấu vừa qua, một nữ MC của World 2023 cũng như LCK đã được rất nhiều fan quốc tế nói chung và Việt Nam nói riêng cổ vũ nhiệt tình. Thậm chí nhiều khoảnh khắc kênh chat phủ kín những lời ca ngợi nữ MC này xinh đẹp và duyên dáng. Kết quả là nữ MC đã gửi lời cảm ơn các fan Việt Nam trên Instagram cá nhân.
Nữ MC này có tên là Yoon Soo Bin. Cô sinh ngày 5 tháng 7 năm 1994 và đã đảm nhận khá nhiều vai trò trong sự nghiệp từ MC, phát thanh viên, YouTuber, người mẫu cho các nhãn hàng thời trang. Nhưng cô được biết đến nhiều nhất với vai trò nữ MC của đấu trường hàng đầu Hàn Quốc là LCK và cả tiền thân là OGN. Trong quá khứ, Yoon Soo Bin từng cho biết cô yêu thích tất cả các tuyển thủ tại LCK với tư cách là một người hâm mộ. Tuy nhiên cô không phải fan cứng của một đội cụ thể nào. Bên cạnh đó, cô cũng thể hiện niềm đam mê mãnh liệt với eSports khi tuyên bố miễn là LCK tồn tại là cô vẫn còn làm MC. Về phần Lý Minh Huyền Thoại, nữ MC cho biết cô thường chơi game ở vị trí hỗ trợ. Những vị tướng yêu thích của cô là Lux, Seraphim và Mazaha. Trở lại với Worlds 2023, dù nhà thi đấu sẽ được thay đổi theo từng giai đoạn của giải, nhưng khả năng cao MC Yoon Soo Bin sẽ đồng hành cùng khán giả đến những trận đấu cuối cùng. Kể từ sau khi quyết định giải nghề để chuyển hướng sang cày thuê, cuộc sống hiện tại của Eagle đang rất khó khăn. Không chỉ ế khách hàng cày thuê, anh chàng còn liên tục bị tố scam tiền của fan để cờ bạc. Sau đó Eagle đã phải lên tiếng thừa nhận lỗi lầm, cùng với một bức tâm thư xin lỗi quen thuộc, mong được cộng đồng mạng tha thứ để làm lại. Thậm chí Eagle đã phải bán trang Facebook cá nhân để lấy tiền trang trải cuộc sống. Theo như chia sẻ của Eagle, thì anh đang đi làm công nhân để kiếm tiền trả nợ. Cựu tuyển thủ RGB cho biết đáng tiếc khi quyết định đi cày thuê và không nghe lời sếp cũ bên Cerberus. Mới đây Eagle lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi đặt một câu hỏi trên một hội nhóm liên minh về việc cày thuê thì bị ban bao lâu. Dường như anh chàng đang muốn hoàn lương và ấp ủ việc quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Câu hỏi của Eagle cũng ngay lập tức nhận được câu trả lời đến từ chị Ngọc, CEO Cerberus. Theo đó, chị Ngọc cho biết hành vi cày thuê sẽ bị ban từ 6 tháng đến 1 năm. Trong thời gian chị quán không bị phát hiện, tiếp tục cày thuê hoặc có các hành vi phi thể thao khác. Tuy nhiên, điều khiến tất cả chú ý là việc chị Ngọc đã thẳng thừng dập tắt hy vọng quay trở lại Cerberus của Eagle. Đừng xin vào Cerberus, Cerberus không thờ nổi thần này. Nhiều người cho rằng Eagle sẽ rất khó quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp khi anh đã dính phải khá nhiều phốt trong thời gian vừa qua. Không chỉ vậy, với việc dính dáng đến cày thuê thì Eagle cũng sẽ mất nhiều thời gian bị cấm thi đấu. Khi đó cánh cửa quay trở lại của anh cũng càng hẹp dần.